Chờ nó là cũ quá rồi. Không biết là cũ hay là do cái bao bì cũ. Rất nhiều. Những cái bao bì là hơi bị mất nè, mất tận tình. Hy vọng là cái hàng bên trong nó không có mất tận tình như vậy. Ok, không có phiếu gì hết. Ok, ngoài ra là không có không phiếu không gì hết. Đây là gái mình đã đặt ha. Hai cậu giúp đi hai bên này ha. Ok, hai cậu giúp đi cái này để mà tăng fan. Cho này có cái đây nè. Đây đúng không? Ok. Hai giây. Nhắn vào thử ha. Mm-hmm.